cách làm ếch rang muối ngon như nhà hàng mà lại cực kỳ nhanh nữa. Mỗi lần làm món này thì là cứ 1 đồng ếch thì 3 đồng bia, cực kỳ là tốn. Lá lốt thì mình thái như thế này, ớt thì thái chỉ. Sả thì mình làm dập ra, xong rồi sau đó ấy, thì là mình tước nhỏ, cắt đôi như này. Mình muốn cho nó giòn ấy thì mình ngâm giấm khoảng tầm 5 phút, sau đó thì rửa sạch tẩm bột chiên giòn rồi lát nữa mình cho vào chiên. Thì khi mình ăn nó sẽ rất là giòn mọi người ạ. Lá lốt và sả thì mình cho vào mình chiên nhá. Lá lốt ấy mình chiên lửa to thì khi mình chiên ấy thì là cái lá nó vẫn còn xanh mà nó lại giòn. Sả cũng như vậy, mình chiên cho đến khi nào vàng như thế này thì mình bỏ ra để lát nữa mình trộn. Sả nếu mà mình không ngâm giấm mà tẩm bột chiên giòn ấy thì khi mình ăn thì nó sẽ hơi bị cứng ấy mọi người. Tận dụng cái chỗ dầu đó ấy, thì em cho ếch của em chiên đều hai mặt. Cái này thì là mọi người tùy theo mọi người muốn chiên già hay chiên non. Như nhà em ấy thì em muốn chiên cho nó thật vàng đi thì ăn khi ăn thì nó giòn hơn. Chiên lửa to cho nó đỡ ngấm dầu nha mọi người nhá. Đây em cứ phải thích nó vàng như thế này, xong rồi sau đó ấy, thì vớt ra. Mình cho luôn cái chỗ sả với cái chỗ lá lốt mà mình vừa chiên đấy vào cùng với cả cái bột rang.